Cuối tuần mình tự tay vào bếp làm những món ngon cho cả gia đình thân yêu của mình ăn thì còn gì bằng phải không các bạn? Hôm nay cùng Tề vào bếp để nấu món bún cá thu nha các bạn. Bước đầu tiên các bạn chuẩn bị cho Tèo 1 kg chân giò heo. Cái này các bạn có thể thay thế bằng xương ống hay là sườn cũng được nha. Ở đây Tèo thích ăn cái giò gân gân nên là chọn cái này. Mình trụng qua với lại gừng và muối cho nó loại đi chất bẩn và mùi tanh. Sau đó thì mình bắt một nồi nước khác, cho cái phần giò đã trụng vào, thêm 3 bụng muỗng muối, một bó sả đập dập, vài lát gừng. Sau đó thì nấu lên. Đã bắt đầu vào mùa mưa ở Sài Gòn nên những món như thế này rất là hợp. Trong khi chờ cái nồi nước lèo của mình sôi thì mình đi ướp cá. Cái phần cá này mình chọn cái loại cá vừa vừa thôi, không cần phải lớn quá đâu. Mình ướp vào đây một ít bột ngọt, nước mắm, một ít tiêu và vài lát ớt để cho cá mình được thơm hơn. Bước tiếp theo thì mình xào cái phần cà chua với thơm để cho nồi nước lèo mình nó lên màu cũng như là nước thơm ra làm cho ngọt hơn. Khi mà nồi nước đã sôi được tầm khoảng 15 phút thì mình cho cái phần cá đã ướp vào. Sau đó thì cho cái cà chua với thơm đã xào vào chung luôn nha, để lên màu nó được đẹp mắt hơn. Giờ đây thì mình nêm nếm gia vị, cho vào đây 60g đường phèn, 30g hạt nêm, 2 muỗng bột ngọt và một cái không thể thiếu đó chính là nước mắm ngon. Cho thêm vào đây khoảng 1 muỗng canh nước mắm ngon nữa nha, để nồi nước lèo của mình được đậm đà hơn. Ăn cái gì hoài riết rồi cũng sẽ chán thôi, nên mà muốn tìm những món ăn mới lạ và với cách nấu đơn giản nhất, nhanh nhất thì hãy vào ủng hộ kênh của Tèo nha. Luôn luôn sẽ có những món ăn mới cho cả nhà mình tham khảo. Mà cá và giò heo của mình đã chín thì mình cho cái phần chả cá vào luôn nha. Chả cá này mình sử dụng chả cá thu luôn cho hấp dẫn. Vậy là món ăn của mình đã hoàn thành. Mình cho ra tô thêm một ít rau. Rau ở đây thì mình ăn kèm với lại bắp cải sắc nhuyễn, thêm một ít rau thơm vào. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của Tèo nha. Hãy like và share để ủng hộ kênh của Tèo để Tèo có động lực ra những video mới hấp dẫn hơn, bài bản hơn cũng như với cách nấu đơn giản nhất. Chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn thật nhiều sức khỏe.